Có chút xíu à? Em không có thấy. Thấy sao không thấy? Còn mấy ác nhỏ treo ở dưới mà em hỏi các người ta đi người ta không trả lời. Chắc người ta chỉ muốn treo thôi, người ta không muốn đụng chạm tới người ta. Dưới cơn mưa chẳng ai đón đưa, chỉ có em luôn nhìn anh dưới mưa. Em thầm chịu hoài những trái đắng, biết bao nhiêu mới vừa. Ngắm trong ai mà anh cứ mong, thấy anh buồn là đau sẽ lòng. Từng giọt lệ anh vẫn cứ khóc, cố đốt ngược vào trong. Chạy theo chân con sóng, đi tìm anh ở nơi xa xôi. Trời hôm nay nắng tắt rồi, trong cơn